Chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 31 tháng 12. Chỉ còn một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới. Và cho đến bây giờ thì Mảnh Ghép Hoàn Hảo cũng đã phát sóng được 129 số rồi. Và đó là một chặng đường dài mà chúng ta đã có với nhau, với rất nhiều những câu chuyện được chia sẻ tại nơi này. Và trước khi gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón một người chị, một người bạn đồng hành của Mảnh Ghép Hoàn Hảo, tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Thôi, chào em. Chào chị yêu. Em biết chị hôm nay mặc màu vàng cho nên em phải để chừa bộ màu vàng này mặc với chị đó. Thực ra là đi đến đây là đi làm, nhưng mà mỗi lần đi làm mà có chương trình được gặp em á, cái cảm giác của chị giống như là đến nhà một người em, một người bạn á. Dạ, không biết là cặp đôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những cảm xúc như thế nào. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp họ, trước tiên là thông qua hình ảnh giới thiệu về họ ngay sau đây. Tôi và vợ tôi đã kết hôn được 5 năm và tôi đã quen vợ tôi trong một chuyến tình cờ đi du lịch gặp nhau ở bên Thái Lan. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về với vợ tôi đó là một cô bé rất là lanh lợi, nhỏ nhắn và xinh xắn. Thật ra thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi về ảnh cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Thật ra nó phải nói là xấu luôn. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu thì cảm thấy anh ấy rất là tốt, cho nên đã tiến tới hôn nhân. Mới ngắn gọn vậy thôi đó. Nên là em cũng chưa biết là kiểu cái xấu trong mặt kép ở đây là gì. Với ấn tượng ban đầu mà xấu, mà đến bây giờ nói về chồng một cách trìu mến như vậy thì chị cũng hơi ngưỡng mộ anh chồng này đó. Cho chị vô chị gặp anh chồng đi. Vậy thì em sẽ ở đây gặp người vợ ha. Và xíu nữa chị em mình sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn em. Dạ. Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang đã vào trong để trò chuyện với anh Quang Phú, còn Vân sẽ ở đây để chào đón bạn Thùy Dương. Xin mời. Em chào chị Ốc Thanh Vân. Chị chào em. Chị mời em ngồi. Lần đầu tiên gặp em, nhưng mà chị cũng biết sơ sơ qua lời chia sẻ từ chồng em. Mà em kể xíu về chuyện hai người quen nhau đi. Dạ, em cảm ơn chị. Thì cách đây 6 năm, em lúc đó chắc mới lớn, vô tình đi Thái Lan chơi thì ảnh lại gõ cửa nhầm phòng nhưng mà lại đúng tên. Nhưng mà cái phản xạ khi mà em mở cửa ra thì ảnh lại là xông vào, cho nên là em đã báo công an và em ở lại Thái Lan, không có về nước vào sáng đó. Mà trong cái bối cảnh nào mà gõ lộn cửa phòng? Thì ở chung khách sạn á chị. À, mà em cũng có bạn ở trong khách sạn đó luôn. À, em mới về em mới gõ lộn cửa phòng. Vậy là đi du lịch thôi em? Dạ, thì giờ em thì đi du lịch bên đó, còn hồi trước thì em làm việc ở bên Thái Lan. À, lúc đó em làm việc hẳn bên đó luôn. Dạ. Xong đó sau đó thì em mới xuống dưới Lễ Tân để mà kiếm ra cái check lại cái camera. Ảnh đi khỏi rồi thì chỉ có còn lại cái passport của ảnh thôi. Thì sau đó em mới tìm cái tên ảnh. Sau đó thì em mới nhắn tin. Em nhắn tin kiểu như là khóc lóc vì anh mà làm em bị tuột canxi, vì quá sợ. Rồi vì anh mà em trễ chuyến bay. Cái là khi đó anh lại đi khỏi Thái Lan rồi nhưng mà vẫn quay lại đền tiền vé cho cả team luôn. Trời ơi, ly kỳ quá vậy. Giống phim quá vậy. Dạ, sau đó thì ảnh mời đi ăn để chuộc lời xin lỗi á. Ảnh nói là ảnh chỉ gõ cửa lộn phòng thôi, nhưng mà xui sao là bạn ảnh cùng tên. Thì khi mà về tới Việt Nam á thì ảnh có gọi chọc em. Rồi sau đó thì có một năm ảnh cũng có kiểu như là chắc là gọi là cua em á. Nhưng mà em không có đồng ý, tại vì em nghĩ là chắc sẽ không có phù hợp, tại vì ảnh lớn tuổi hơn em hơi nhiều. Bên Thái Lan thì biết nhau vậy thôi. Sau cái một thời gian á, khoảng như một năm, em cũng có thỉnh thoảng nhắn tin đủ đi ăn, mà chắc giờ em hồi nó sợ em không dám gặp. Thì đến một năm sau ảnh cứ ỉ hôi ảnh cứ cua hoài. Em mới nói là nếu như mà anh thiệt lòng á thì anh kêu ba mẹ anh xuống nói chuyện đi, rồi em sẽ bắt đầu tìm hiểu với anh. Thì lúc đó là xuống nói chuyện thiệt lòng luôn, ngày hôm sau là xuống thiệt. Mà chị thấy 18 tuổi mà rất là chững chạc khi mà nói là anh phải qua gặp gia đình em. Dạ, thì tại vì sợ em dụ dỗ đó chị, hiểu không? có ba mẹ bảo chứng đỡ hơn. Đúng rồi, hả? Đúng rồi. Là em xong qua luôn. Em xong qua luôn. Tại vì mình cũng đang muốn tiến tới, mình đâu có ngại. Cũng giống như cái vụ mà quay lại rồi đền tiền mua vé, làm cũng lẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Cái quá trình mà ảnh tìm hiểu cho đến gia đình ảnh xuống, rồi đến khi cưới, chụp hình cưới nó chỉ có 20 ngày thôi. Rồi sau khi quyết định đâm sầm vô rồi ngã một cái rầm như vậy đó. Dạ, rồi ai cũng bất ngờ hết. Những ngày sau đó em thấy có được như mình mong đợi không? Em ngã vào thì lúc đó là cái khoảng thời gian
mới yêu thì vừa yêu rồi tìm hiểu nữa. Nó rất là hạnh phúc. Cái nhìn của em đối với vợ bây giờ so với mấy năm trước thì như thế nào? Em thấy vợ em thì cũng như qua cái sự trưởng thành về thời gian, với lại khi mà hai vợ chồng về sống hợp với nhau đó, có những cái vợ chồng học hỏi qua lại với nhau thì càng ngày em thấy vợ em càng trưởng thành hơn. Mà con người mình nó là một cái giống như nấc thang, mà mình cứ càng học bao nhiêu hoặc là bao nhiêu mình cũng cảm thấy mình còn nhỏ bé, học nữa học mãi, học hoài thôi. Xem ra người đàn ông này có vẻ cũng rất là thích lãng mạn. Dạ, tại vì khi mà ngày ảnh cưới em á là năm đó em 18 tuổi tròn. Trời đất ơi, xíu dạ, vậy thôi đó hả? Dạ. Ảnh bảo là em có cái ước nguyện gì không trước khi đi lấy chồng. Em mới nói nếu mà có thì ước nguyện thì em sẽ muốn là chụp ảnh cưới ở các nước. Sẵn tiện đó là một hình thức đi du lịch luôn á. Đó thì ảnh cho. Kiểu giống như là cái người này là kiểu cầu được ước thấy á, kiểu muốn gì là ảnh cũng chiều. Dạ đúng rồi. Tới nóc luôn á. Chị hỏi cái này ha, không biết là có hơi đường đột hay không. Nếu ví dụ như anh không có đủ điều kiện để mà chiều theo những cái điều em muốn như vậy, để mà đáp ứng nó nhanh gọn lẹ như vậy, nó có thay đổi đến quyết định không? Dạ có, chắc chắn em sẽ thay đổi. Tại vì quan điểm sống của em á, nó rất là thật. Cái mà em phải đánh đổi á, là cả một cái tuổi trẻ mà không biết cái tương lai như thế nào. Lớn lên á, thì em đã chấp nhận lấy chồng, và ảnh lấy em là cũng là đời vợ thứ chứ không phải là duy nhất. Nên là em chấp nhận lấy ảnh là coi như em đánh một cái ván cược rất là lớn. Thì đổi lại em phải được một cái gì gọi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em vào cái năm mà em 18 tuổi như thế. Chữ hiếu và chữ tình, em rất là có hiếu. Tại vì năm 15 tuổi là em đã bắt đầu đi bán vé số chung với anh hai em. Tại vì anh hai em là bị tàn tật. Sau đó em học thì em mới vừa học vừa bán hàng online. Rồi em tự em kiếm tiền đến ngày hôm nay. Nhưng mà chị nghĩ mấy bạn trẻ thì cái tâm lý luôn luôn thích được chiều chuộng. Dạ. Và vợ em có đòi hỏi cái sự chiều chuộng nhiều không? Dạ cũng có, chứ thỉnh thoảng thì cũng đòi hỏi em phải chiều chuộng. Tại anh phải là ngọt ngào với em, hay là anh phải là... Tại vì cái độ tuổi tụi em chênh lịch cũng nhiều mà. Nhưng vợ em đòi hỏi em phải có sự trẻ chung, hay là đi chơi với bạn vợ em phải tỏ ra mình là trẻ chung. Đừng có chững chạc quá. Đừng có chững chạc quá. Ta thường hay gặp rất nhiều khó khăn trong vài năm đầu. Đó là đã tìm hiểu rất nhiều năm rồi nha. Mà về sống chung với nhau còn chày chật đó. Còn với em thì sao? Có thể là cũng chày chật. Bởi vì khi mà chồng em bắt đầu cưới em, bắt đầu quen em, thì chồng em làm ăn rất là được và rất là tốt, gọi là đang trên đỉnh cao. Nhưng mà sau khi cưới em xong thì làm ăn có thể là trì trệ đi, giảm sút đi rất là nhiều. Rồi hai vợ chồng chưa hiểu nhau, ảnh lớn hơn em rất là nhiều, mọi thứ nó đều khác nhau hết. Nhưng mà em thấy là vì ảnh chịu đựng được em và cũng dung hòa được, cho nên là cũng dung hòa được tới ngày hôm nay. Thì cái điều mà em thấy khó nhất trong hôn nhân của mình gặp phải đó là gì? Điều mà khó nhất mà trong hôn nhân em phải gặp phải đó là cái vấn đề mà cái mối quan hệ của ảnh quá lớn, cho nên cái việc mà ảnh phải ngoại giao rất là nhiều và rất là lớn. Cho nên là em giống như có nhiều lần em không có chịu được và nghĩ là mình sẽ buông xuôi. Ảnh không có gì để mà đáng mà để lên án, chỉ có một vài cái mà mình cần phải sửa thôi, thì từ từ vợ chồng nó phù hợp. Chắc là bây giờ thì chị sẽ mời anh cùng ra cùng trò chuyện nhé. Chị Linh Trang ơi, nhờ chị mời Quang Phú cùng ra đây nha. Nói chung là khúc đầu mà chị nghe là như phim. Khúc sau này thì hết giống phim rồi, bắt đầu về đời thường rồi. Dương thì chỉ có nói là kiểu ông Phú hơi nóng, với lại còn hơi nhiều mối quan hệ bên ngoài, kiểu giao tiếp rộng và dành thời gian cho vợ con hơi ít. Rồi có khi nào em cảm thấy em tủi thân vì cái quỹ thời giờ dành cho em ít quá không? Dạ có chứ, em thì thật lòng lắm. Nhiều khi em nói nè, anh làm từ thiện hoài vậy, sao anh không đi làm đi, kiếm tiền đi. Anh nói là bây giờ anh nhìn nhiều bà bầu, mẹ bỉm sữa, rồi nhiều cái hoàn cảnh đó, quá là éo le mà đang bị bệnh như thế này nữa. Nên ảnh nói là thôi, mình còn khả năng nên là cứ giúp tiếp. Phú nghe vợ nói vậy thấy sao? Thì em cũng nói trao đổi với vợ nhiều lúc, cứ thời gian này nói chung là xã hội cũng còn khó khăn, mà nhiều người cũng còn cần mình đó. Mà cái mục tiêu của em sống ở xã hội này không phải là em kiếm tiền. Cái em muốn cho đi, cái niềm vui em là sự mà cái sự mình cho đi, mình giúp đỡ người khác, đó là cái niềm vui của em. Nhưng mà em có thấy em có phước khi mà vợ em hiểu điều đó và chấp nhận và chia sẻ với em điều đó, đúng không? Dạ. Vậy phải cảm ơn vợ tiếc đi chứ.
Thì em cũng cảm ơn vợ em nhiều mà. Nói chung cũng hiểu là vợ em cũng thông cảm cho em như vậy. Thế em có thấy là mình mệt quá hay mình phải gồng với chuyện đó không vậy? Dạ không, tại vì anh lớn hơn em nhiều tuổi lắm. Cho nên là em có mạnh mẽ tới đâu thì cũng vẫn yếu đuối hơn ảnh. Nhưng mà được cái là ở nhà hay là chuyện nước, chuyện nhà gì em sẽ quán xuyến hết, em xuôi hết để cho ảnh yên tâm đi làm từ thiện hoặc đi kiếm tiền. Trời ơi, chị phục em á thì Dương biết sao không? Ốc 17-18 tuổi ha, quen xong rồi cưới thì chưa tới 20 tuổi sinh con. Nhưng mà thực sự là cái suy nghĩ của em á về hôn nhân, gia đình và cái sự vén khéo của em là nó đi trước tuổi sinh lý của em á. Em cố gắng như vậy hay là do ở với người đàn ông này nó làm cho em như vậy? Dạ không, thì thật ra thì lúc mà mới cưới thì em cũng còn rất là con nít, thì bốc đồng. Thì người này góp ý, người kia góp ý, em thấy điều đó là đúng. Nên em sẽ nhún nhường, ảnh nóng thì em nhún nhường lại. Sau đó khi ảnh ngủ thì em sẽ nói, thì từ từ nó dung hòa được. Bây giờ mọi thứ bắt đầu nó dễ chịu hơn một chút so với thời điểm trước. Và mình cũng đã có những ngày tháng cũng rất là bôn ba vất vả rồi. Thì bây giờ mình giãn lại một chút, mình dành thời gian cho vợ con mình thì cũng hợp lý á Phúc. Nó cũng không phải là điều gì mà nó làm sai cái lý tưởng sống của mình đâu. Thì có như vậy thì vợ mình cũng cảm thấy vui hơn, an lòng hơn. Vậy dù gì thì cô ấy cũng đã quá hiểu và đã cổ vũ mình quá nhiều rồi. Nói chung cuối cùng chỉ còn một cái chuyện xíu xiu, đó là cân lại thời gian thôi. Đó, lý tưởng sống cả đời mà. Thôi, mong là sẽ có nhiều lần kỷ niệm ngày cưới rồi tiếp tục cùng nhau chu du khắp thế giới. Cảm ơn Quang Phú rất nhiều. Cảm ơn bạn vì đã đến đây ngày hôm nay. Và cảm ơn chị Linh Trang đã đồng hành cùng với Vân trong câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ tiếp tục dành tình cảm cho chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Còn bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Audio Jungle.